Thưa cho con hỏi, có cách nào để biết được có phi nhân ở xung quanh trú xứ của mình? Và mình có thể làm gì ngoài việc hồi hướng phước để họ được sự lợi ích và hoan hỷ? Thưa quý vị đó, để mà biết á, thì phải có thần thông cơ, phải có thần thông. Hoặc là có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể tin được, nhưng mà rất là khó. Mà quý vị hỏi cái này nó cũng kẹt cho sư, bởi vì khi mà sư nói như vậy sẽ có một vài người họ sẽ nói là sư là cái gì, sư là cái gì mà sư nói, và sư đã thực chứng hay sao, sư đã có chứng đắc gì hay không. Đấy, nó cứ rất là kẹt. Và bởi vì cái này một phần nó còn liên quan đến cái giới Parajika, có nghĩa là cái giới là nói dốc cái pháp thượng nhân ấy, nó cũng rất là nghiêm trọng. Thành ra khi mà nhắc đến những vấn đề siêu nhiên mà mình chưa có thực chứng á, rất là cẩn trọng và bắt buộc phải cẩn trọng. Sư chỉ nói một vài điều như thế này. Thứ nhất á, là bản thân mình, cái giới của mình như thế nào, có đủ sức để mà tác động đến chư thiên hay không, và cái khả năng tu tập của mình như thế nào, có đủ khả năng để mà tác động đến họ, để mà họ nghĩ rằng con người này họ cần có một cái gì đó, cần mình thể hiện một cái gì đó để họ tin là có sự tồn tại của mình hay không. Đấy, chứ còn sư nghĩ là giả sử như á, ở trong nhà quý vị mà có một cái con kiến nào đó mà nó nghĩ là có cần phải có một cái sự thể hiện nào đó để mà nó biết là ở xung quanh nó có một con tồn tại, một cái loài gọi là loài người hay không, thì sư nghĩ là bản thân mình có biết đi nữa thì cũng không có rảnh đâu để ý tới nó, bởi vì nó chỉ là con kiến thôi, cũng không có rảnh để ý tới nó làm chi. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta giới hạnh của chúng ta nó cũng không có được ngon lành lắm á, thì cũng rất là khó để mà chư thiên hoặc là những cái loài phi nhân chịu để ý tới mình. Đấy, nhưng mà sư nói như vậy lại có một cái kẹt nữa, đó là có khi có người lại nghĩ là ông sư Hạnh Tuệ này chắc ổng cũng đang khen mình, có nghĩa là ổng đang nói là chắc tôi cũng đang tu hành cũng ngon lành lắm, nó kẹt vậy đó. Cho nên là cái chuyện này thì phải nói nó tùy thuộc theo cái sự tu tập của mình ha, tùy thuộc theo sự tu tập của mình, và tùy thuộc theo cái chuyện là bản thân chúng ta đấy có cái mối liên kết nào với các cái hàng phi nhân hay không, liên kết gần, ví dụ như là trong những cái kiếp gần nhất họ từng làm cha làm mẹ hoặc họ từng làm con của mình thì họ có thể họ báo cho mình biết. Nhưng mà có hay không có thì sư hỏi biết để làm cái gì, biết để làm cái gì. Bởi vì nếu như chúng ta mà không có tu hành, không có làm cái gì cho nó đàng hoàng hết, không có làm các thiện pháp, thì dù cho có họ hay không có họ thì cũng vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta có làm các thiện pháp ấy, thì dù cho có họ hay không có họ thì chúng ta vẫn hưởng được quả lành của các thiện pháp đó. Còn nếu như mà quý vị hỏi là chúng ta làm gì ngoài việc hồi hướng phước để cho họ được lợi ích và hoan hỷ ấy, thì xin thưa là nó có hai việc chúng ta có thể làm. Thứ nhất là chúng ta thực hành rải tâm từ, thực hành rải tâm từ. Thì khi mà chúng ta rải tâm từ á, tất cả những chúng sanh ở xung quanh của chúng ta đều được mát mẻ và được an vui. Cái thứ hai thì hẳn nhiên rồi, đó là chúng ta phải tích cực làm phước và hồi hướng phước. Bởi vì đó, các cái loài phi nhân họ không thể dùng được những cái loại thực phẩm của loài người, mà họ chỉ có thể hưởng được phước thôi, và họ có thể họ tùy hỷ phước. Do đó, đó cái cách mà chúng ta làm đó là chúng ta làm phước hồi hướng phước, chỉ có như vậy. Cái cách thứ hai mà quý vị cần làm đó là rải tâm từ, chỉ có nhiêu đó thôi ha.